đối với bà con cô bác. Thì chúng ta giúp đỡ cho những đứa con đó thì nó có cái hậu hơn là giúp đỡ cho những đứa con có của cờ bạc thì. Cho nên Phật xác nhận luôn luôn là con nhỏ khi mất sự tư tưởng. Nhưng sự tư tưởng mà mặt đầu tư đứng đỡ và những tư tưởng cái giới đất lúc đó, thì người cứ được cái báo nhiều hơn. Thì Phật có xác nhận như vậy. Và cũng trong tâm tư, tôi có đọc một đoạn kinh. Cô tâm trí khi mang là em gái như ba tư mặt thì vì cô Sa La, cô này ở Phật Kinh Thành Sáu Đời. Một khi em đến hỏi Phật, như thế này, nếu như người cùng có niềm tin được Phật Pháp, cùng trì giới và cùng có trí huệ như Lai, tức là nhờ niềm tin giới và trí huệ đến Phật Nga, mà một người biết đối trí, một người không đối trí, không phát ra người ta là, thì Phật giải đáp như thế này, giả sử như vậy đó mà tôi chưa đến kết quả lớp giáo và đi trong vòng linh hồn, thì những người Phật tử cùng có đạo lý cùng có tâm giống nhau mà mình sinh lên tổ trời hay tổ người, thì người có đối trí với một thiên đường thì thắng tốt đẹp hơn người không đối trí với đường. Đó là mình phát lệ, mình sống lâu, mình sự hạnh phúc, được bạn nữ giúp đỡ và được những tiếng đàn tốt đẹp. Đó là người có đối trí có những người đó, còn người không đối trí với đường thì chỉ năm người đó. Còn nếu mà những điều này đó mà riêng điều này mà xuất ra đó thì người đã đối trí sẽ luận được những vật thực y tục tràn tràn, tức là những lò cung cấp cần dùng cho cuộc tu hành nó dồi dào hơn và gặp được bạn lành thì tốt hơn là những người không đối trí với đường. Chẳng hạn như chúng ta thấy trong tâm đoàn của Phật đó, cái này tôi giả ăn lượt là người mà dù trong những ngày đói kém thiếu thốn nhất bao giờ nào cũng nhận được những món ăn thiện nghị và những y phục tối hảo hạn. Một số người khi nói với tự liền chưa với Phật không hiểu là ăn lực có dặn như gia đình hoặc là thân lý hay không, mà lúc nào mà cũng nhận được những đồ ăn thiết ý dồi dào trong khi tâm đoàn thì thiếu thốn. Thì Phật nói không phải, do trong một tiền biết ngài ăn lực đã đối lý cho nhiều người, cho nên bảy trăm đời lên biết mà không bao giờ biết nói được những điều đó. Đó là tiếc làm của ngài, không phải là ngài nhận tiếc. Rồi trong tâm đoàn của Phật cũng có một thầy tự thương mà chúng tôi thường dịch là tên đôi. Ông Hải Trinh La đã chuyên tử. Bà mẹ vừa có năng năng làm mất việc làm, cha cũng mất việc làm. Và cái làm mà chuyên năng năng cũng là ngàn và bị dạ lâu nữa. Đến nỗi mẹ sợ quá, biểu cả cha và mẹ ăn ra khỏi cái tập thể đó. Đến khi bà mẹ sinh ra con, thì bà mẹ tự nhiên mặt tắt sữa và không có chiếc ăn đưa ăn ra ngoài. Tình đoán những yên lý do mấy viên lãng mạnh lý lưu, thì bà sợ một cái miễn lượng thiệt tập, bà nảy nó ra lại chọn và bà tối lưu. Thì biết con mình chia sẻ đó, mà nghe nói là con như bà nói. Thì biết đó bị đuổi ra khỏi nhà, chân cho thân mạng với một cái biển đường, chân năng lên này từ lúc 1 tuổi. Cho đến năm 7 tuổi thì con giả có lợi thức gặp cái đó và cái tội nghiệp đó, cho nên là nó lên về là một tí bao nhiêu cả. Thì chỉ ngày tới từ năm 7 tuổi đến năm 20 tuổi được họ trị tức giới, nhưng mà lúc nào con liền đưa cái thịt, chí cũng nhận biết ăn rất là ít ở, và là mờ mờ. Không thở ấm rồi, bữa nào cũng đói hết. Chân không thể nào mà tiến hành thiền cho được yên ổn. Từ đói bụng cũng thấy người yên nữa. Cho đến khi mà có lẽ quý vị xin bệnh, mà muốn là người bị tội với mình để cảm tấm có 7 ngày nữa. Muốn có 7 ngày người mà không nỗ lực hành thiền để cứu quản, thì cái này sau khi mình chân sẽ đại lại. Cho nên là có lẽ pháp nói, dùng tất cả thành lực của mình để giúp người bị tội ăn no một bữa, để ngồi thiền cho nó yên ổn. Chỉ hôm đó ngày lại người đại tử đến và giúp đỡ bởi vì hai ông là dịch đó thì người có lời thách mà biết rõ đây là cái biện pháp
bị đuổi mình, cho nên đỡ về trong đó mà thật lại với mình một tiền lương. Mà nói mà nó dùng mất tức mà hai bữa dẫn người tử, hai bữa đổi bữa kia nó còn ăn được nửa tấn cơm, để mai đi mình báo làm những nó trả không. Tình là một tiền lương, sao đổi mà thật thử. Thành ra, mỗi đứa ta mà một tiền lương, đuổi người bị đuổi hay ta đổi nhà đi. Thầy đưa họ coi rồi, thầy sẽ đưa năm cơm về cho anh, ta không có bảo lãnh thôi. Ông cho thật sớm, ngày mai một bát đầu đưa lại giả về. Trên đường đi, ngày gặp một món cá trắng lợn. Nó làm một lát cái bát cơm ướt cái lát mắt. Ngày thứ ba, thầy tự theo mà lợn mình báo được bữa nữa. Tới ngày thứ tư, thầy mà một tuần đi mà nó đi đường bộ, nó cực cạc. Bây giờ mà bắt đầu đi đường thành công, tức là ngày dẫn thành công ngày mai lên. Ngày mai mắt cơm về, thì gặp một đầu chim cơm nó đi ngang. Và nó tắm tiếng rượu đến nỗi bát cơm ướt cái lát. Ngày thứ tư, thầy tự theo mày làm được nói. Cho mày đi ngang với chuyện với người tên giả mà nó bằng tính ra là không bị trên trong máu nữa. Mày lấy tâm giới là bà lắm chí, rồi lại luôn lên về cho người bị tử. Anh thầy sau khi mình thấy đối nữa rồi, chán mày thiền đợi với hai vị tên giả mang trên về cho mình ăn. Thầy lấy nắng làm sao mà chứ lên hai vị người đưa đắt lên tay đưa lại, anh lại làm tấm giới, ốc tính đắt nữa, một lần thứ năm. Thầy có bữa đó anh lại dựng đói ngày thứ năm. Sau mọi biến báo thì tất cả tâm mà được thay lên tham gia theo dõi cái chuyện ăn uống của vị tôn giả vị tự theo này. Và họ mỗi đường được một phần ăn để lên cho đời đó và để ông vị theo đó là anh chỉ cần thấy cái hai ngày nữa thôi. Thành ra đối đáng không biết giữ cẩn thận. Tụi tôi bây giờ phải dùng hết thần lực của chính ông, mỗi người nguyện cho anh một miếng. Và ông ở đây là 6 tuổi còn theo cho lãnh thận, chứ tụi tôi 2 tuổi không có được đưa ra để ta mới có còn trực đặt tiền thân. Từ thầy tự theo lên lời, và khi nghe tiếng chưa cửa thì mình đó, thì rất có thông hành. Tạc làm sao nó tính cái đó, bởi khi nó bác lệnh chưa có. Như vậy thì sau 6 ngày, cả những vị đại tử ấy, đại đệ tử lớn với Phật, cũng như toàn thể tăng đoàn bị giúp đỡ, mà thầy không tất nào ăn được hết. Từ khi đó thầy nói, chúng ta mới được làm mấy nơi với Phật, và bây giờ nếu không có nhân thành với Phật, thì vị tự theo mình phải kết nối, và nếu có tâm kết nối như vậy, và thanh chi kiến giả thì thầy sẽ đợi là cảnh giới ngoại ngữ. Thầy đã chinh phạt chân pháp làm sao giúp cho thầy ăn một bữa trí tuần và chính tâm hội niệm cho thầy tư cho bác đạo trong ngày hôm nay thì thầy sắp hội chân rồi. Từ khi đó Phật mới lấy bác chân lên từ trong bác cái Phật lâu và các thầy tự chơi ngày đông vô chung quanh bị tự chơi trong môn hàng ngày ở giữa ăn cơm tiếp tự chứng kiến tới hàng ngàn tư tâm và tự do hội của Phật. Thì lần đầu tiên từ lúc trời mời cho đến ngày hôm đó thầy mới ăn một ngày một bữa trí tuần. Thì ăn xong Phật chia với thầy tự thân ngày tư danh để thầy ngồi ở giữa và do họ cho thầy hành thiền. Tối hôm đó thầy bắt quả A La Hán và thầy tuyên bố sẽ nhập nước này. Phật chia là thầy nên trở lại tiền thân của mình vì sao có cái quả nói sớm đó kiếm tư nhập nước này. Thì thầy mới trở thế này. Nhưng trong đời vừa trí thầy làm một người ngoại hoàng nhà bếp và nhà, nhưng mà không bao giờ giúp chính quyền chuyên tâm, chuyên sạch, các vị tư tử thì chưa bố trí cho bà con lý thuộc thân quyền và chuyên tâm. Y mà mẹ của thầy thì đáng lòng rất là lặng mở, luôn luôn là bố trí chính quyền. Thì người ta mới khi mà mẹ đã già rồi nên lý thuyết cho thầy, thì người ta mới bắt đầu tiếp tục dần dây lại, xin chừa từ cho bà mẹ, tội mặt chính quyền ổn đi, và là bố trí ổn. Thầy ai nói chỉ khác, con này là tiền bạc, ta lấy y phục, làm lòng lấy cơm ăn hóa mặt của bà mẹ. Mỗi ngày chỉ cho bà mẹ ăn đủ no thôi chứ không dám cho dư lại à bên trong bề ngoài ăn nó ổn. Rồi bà mẹ thì cũng làm mà rất là mệt lòng, thấy lý do lỏng tỏn như vậy thì bà luôn luôn tiếp thành ăn của mình để bố trí lý do bề ngoài. Bà ăn đủ lắm, con phát thầy bắt lên thì bà ăn không ngủ, còn không ngủ bà lớn là đem biết tin gì khác. Thì người con theo dõi biết cho nên ăn nói tin hành cái tế đạo. Và khi người dân cho bà mẹ một tờ ăn trên đầu, thầy ăn tiếp thân nửa đó, trời mới cho để ở dưới, thân nửa trên mở đầu ăn. Bà mẹ không để ý, thành ra bà cứ ăn thân nửa, và thân nửa ở dưới bà đem một trang bị sáng. Là những người nhận được bắt cơm của bà, toàn lệnh cơm rồi mới cho là có sân. Trong số đó có một vị ăn hắn, thì thầy các vị tư sĩ ăn hắn từ kia, có ngày chỉ ăn mỗi ngày có một bữa. Và thầy biểu đến lệnh cơm của bà lão chính quyền, và bảy ngày liên tiếp thầy cũng nhận được những bát cơm cộng cá và cho tinh sau khi ăn những bát cơm đó thầy lâm bệnh hạnh sinh. Thì do cái quả báo bản tổn và trộm cơm cá cho mẹ cũng như là bởi cho mẹ bố thí những người và chẳng những người như vậy tinh
không biết người ra chỗ đó sau khi bệnh tôi sinh ra mây nào để bị đánh tới. Tôi đánh trực tiếp rơi trí tuần. Tuy là tự do thầy cũng đánh trí cả là người mấy năm giờ. Nhưng là cái tự tâm lòng của bà mẹ mà tự hội hướng của bà mẹ cho nên thầy cần đặt một tấm khác gặp thầy và sự giúp đỡ của chúng con như thầy chứng quả trong cái tấm cuối cùng và từ đó thầy không còn linh hồn tinh tử để cãi lãng nữa. Như vậy thì tôi có thấy qua câu chuyện hai người tự tích hợp thời nhà tự thế mà hai người do tiếng chính đường bố trí luôn luôn được dồi dào cảm nhận thân khí hướng thân tâm này và một người có tâm bản phẩm chúng ta tin bản minh tâm đoàn luôn luôn lớn hết. Như vậy thì chúng ta thấy thật luôn luôn trên mọi nhiên trung tính ứng dụng nhưng bố trí chứ không phải là ngày xưa mình nên bố trí cho người khác chí bố thân chí và còn những tâm sinh vật nhỏ thật chiên đồ âm dương mình cũng nên bỏ để vô duyên lành với nó. Và thật giải đáp cho biết là một vị chi tiết lo lắng rõ là thường người có bố trí nhưng người không bố trí chứ rõ người dẫn ngang trí lệ không có thân bố để có được đường người có bố trí ứng dụng thì trong lúc câu nó bị gặp người trên hậu thực tiễn hơn. Và thật mới đưa ra cái trí lệ giống như chúng ta có một nắm lý mà mình đem mình bỏ ra một nắm lý thì nó lý rất cảm nhận nhưng lý đó thì chúng ta đem mở cái một dòng tâm lặng thì nếu tâm không thay đổi thì tỷ lệ với một người sinh ra có ác nghiệp nhưng nếu biết nói nhiều hơn thì có ác nghiệp đó không có cơ hội trổ quả cho nên giống như là nắm lý bỏ vô tâm và nếu chúng ta ít biết báo thì nắm lý đó giống như là bỏ vô một cái lương cũng là chuyện đó nhưng mà nó nặng hơn. Tâm giữa những người Phật tử cùng với niềm tin cùng với giới hạnh và có trí tuệ liên quan khi làm sống lên thời trong thế gian này thì người đã biết đối chứng với những đường luôn luôn trước đó thuận lợi hơn. Chúng ta thấy đường này vô cái đời sống hàng ngày của mình chẳng hạn các Phật tử thấy tiền mang một vấn đề của cả ngày là người có tiền thì vô thế giới lâu lòng hơn người không có tiền thì cũng cái bệnh đó mình phải kéo dài ngày này qua ngày khác. Và chúng ta có thể là tự làm cái chuyện phạm pháp đó để ăn cắp công lò công nghiệp nhưng mà nếu chúng ta nghèo á thì cái người học khổ tử ăn cắp mình ăn cắp cái họ học tiền trí mình bị thôi là chúng ta có tiền như vậy thì cái người có tiền người có trí và người biết bố trí những người luôn luôn gặp may mắn trên đường đời do đó là phật pháp hệ là học được lại là người biết trí huệ vừa tu trí huệ vừa tu trí ngày dậy ngày thẩm lý tánh giả vô thượng mười đời ít gặp tục cảnh hơn chúng tôi. Chúng ta là đặc biệt về chiếc, tự thường bên trong cái chiếc chiếc, lên hồi để hưởng, tự lên trí lệ. Và chúng ta chỉ phát triển được trí lệ mà lên cái thành chiếc, cho nên cho mình tôi dễ dàng hơn. Chúng ta cũng thấy rõ, điều này là do cuộc đời của các thánh địa tử Phật, chẳng hạn như là ai vậy? Là một người đệ tử của Phật, chỉ là một người ôm, cùng trong một Phật hạ. Thì một năm, sau khi đã phát triển thiền quán, chiếm được thiên hãn, nhưng mà thầm nhiều lắm, không có thấy người để tỏ thêm. Thầy mới ngồi giá áo và nói lên cái này, có ai ở gần đây, gần ai gần trước, xả dùm tôi cho thêm. Thì mới có cái Phật tự nhiên hết chiên cái loại của mẹ ăn lời, mà mới tỏ thêm đến rồi, và mới tỏ thêm dùm cho mẹ ăn lời. Thầy thấy cái tính ngon, thân chân đi đến, tỏ thêm dùm mình. Mà ăn lời, mà sợ, mà nó đặt cái tên cho ăn quán. Con muốn làm tiếp là mấy thằng cô ở thế gian và còn có thêm đại dạng tử chứ là một người đại cao đức trọng và tiến lý luyện nhân dân với con mới dám mời. Thì Phật nói có những người có thêm bao giờ mặc hỏi đó là bệnh sinh và làm tiếp trong từ năng bất cứ một chuyện nào có thể giúp đỡ người xung quanh bằng khả năng của mình. Nhờ vậy mà ta đem đến lại vô thượng mười đời ít ít trở ngại. Còn tiến sinh trong thế gian này thì mình để khách những cái tiến giới mà đổi lên những cái tính hãm do đó mà họ lên gần từng dạng biến mà chúng ta tiến lâu ngày nó cũng đầy đầy chính là những cái tiếng đỏ này lâu ngày thành cái chất đấy. Thì qua cái câu chuyện đó nó là tử thấy như đến một là mười tiếng nước lên trong giờ ngày vẫn còn không bỏ ra một hành động nào để giúp đỡ người khác vừa đất đỏ mặt như thỏ một cây cây chẳng hạn. Thì tôi nhớ khi cái tiền thắng mà cửa đăng tiên đưa cho Việt Nam mình á thì ông bà mình hồi xưa đi lại trong đó trong đi ra đường là một cái dĩa roi một cái roi trong một cái mỏ lưu rồi đó cũng là một cái tiền phước đó ông ạ. Và số lượng người gánh nặng các mạng chúng ta lại cho hàng người được tay cấp cho một đoạn đường đó cũng là một cái tiền phước. Gặp được nhiều người đi ra đường chúng ta dẫn tay họ đưa đó cũng là một cái tiền phước. Thì chính những họ tràn đường mà họ đã thành phật
dùng một món đồ chơi cao quý mà vẫn không bỏ để mình đặt cái chỗ này. Bởi là khi và mưa với ta, mình bao giờ bỏ một người người có thể giúp đỡ người sống, cái đó vẫn được gọi là cứu người. Tự nhiên biết mình học tính nó thì có thể đối với có tài khí. Thì tài ở đây là chúng ta đối với mình tiền tử. Khi mà tự nhiên biết không có tiền tử thì chúng ta đối với mình tâm trí của mình. Thì cái tâm trí mà mình không bàn mình cũng như tâm trí Phật thống đó là sửa một đồng trong một người. Bỏ tiền ra trong mình bỏ tâm. Tâm nó bỏ một cây chi, bằng một cái roi, rồi một cái miếng điện cao. Hoặc là lớn cái là tạm được. Dẫn tạm cái chức bái lên lên với người mà tôi tiến tinh người ở trời. Và trong các thứ, tôi muốn học rất nhiều chuyện học. Nghĩa đơn có những người trời tôi ở tổ chức nhân chứng đẳng lợi tộc, thằng ra tổ chức đó. Thì mà hôm nay nó còn hòa hẳn những điều này là từ đâu đó mà bằng các thầy ra mà cứu được nó được. Từ thật nói những cái điều này chỉ là những cư dân rất bình thường thôi những thằng cứu được. Và họ chỉ nằm biết thôi mà họ được lên tổ trời. Mà hôm nay nói, chắc là họ giàu lắm mà mới làm cứu được. Thì thật nói những bình thường, những điều trời này chỉ là những người rất lớn, rất lớn. Những đối tượng nào để chúng ta tiến đường đối với
tâm là phải có tiêu ba phần, tiêu được cẩm đường, tiêu được âm đường, thứ ba là đi đường, đường tức là cái ruộng. Thời dân tộc cổ xưa thường thường nó là già ngàn nghìn năm, thời những ruộng lẫy của chúng ta bỏ vô một miếng lúa, sau đó chúng ta thay đổi cảnh giả chẳng hạn, thì chúng ta này tôi tưởng là tâm tiết tài sản dài một miếng lúa nào đó, sau đó thay đổi cái đó nhiều hơn, trong cái đó bị gọi là ruộng. Thì trong ba loại ruộng, tức là ba nhiêu chúng ta gây tiết đó, thì chia ra là ba phần cũng đường. Cũng ở đây tức là những người trên chẳng hạn như cũng đường sạch, chi tăng, thời tổ. Thì đó là cũng đường. Thứ hai là ân đường, tức là cha mẹ là đường thứ hai. Ba là duy đường, tức là những người cần sự giúp đỡ, xung quanh mình, đưa bạn bè, nội ngoại, với sự thương đơn, hoặc những người mà trong xã hội. Thì tập trung với ba là những thứ như vậy. Từ ví dụ mà thấy chi tăng bệnh án đó, tức là không có bệnh bệnh lý lên, mà lên lên cách cho từng mảnh rồi gác lại, cũng là ý nghĩa cứu đường. Và lên do hồi xưa chi tăng sát áo, ông vợ thì mình cứ lấy một mảnh giỏi ra đi, cứ chăm sóc thành đường án cho mình. Thì chi tăng cũng một đời ý mặt như vậy, ra đường bị ăn trộm bị mất, ví dụ cứ lấy mấy thứ trở về. Thì đức Phật như thế dần này mà đưa giúp đỡ, mà Phật sẽ mặc ra một loại sắc phục đặc biệt của chúng ta. Ấy là một người tu sĩ nào cầm cái giáo đó thường mà đưa cho người lợi dụng để tránh trường hợp bắt người tùy theo đưa cái thịt bị người ta vượt thấy từ đó là phải có má túi trở về nữa. Từ Phật ngàn ngã nhiên đứng kế ra một loại sắc phục, từ ngã nhiên lấy cái nghĩa chi tăng là tiên đường của chúng sinh, là chi tăng chuyên trên của chúng sinh để lưu thông và đơn pháp để dạy cho chúng sinh. Và nguồn chính người của chúng tăng có chí, cho nên chân phụ của chúng tăng á, được tự tin bằng những mảnh ruộng. Cho nên nó phát ra từ mảnh nhỏ rồi gác lại, thành đạt, thành viên và thành tiểu lạc như những mảnh ruộng, là ý nghĩa trước đường. Như vậy thì ví dụ có tiền, có nguồn thật, chi tăng, người chưa thật là chi tăng như trời ớt ớt, chỉ có ăn nửa chưa thôi. Từ vô lựa là lập tỉnh đường, như những cha mẹ và những người ân nhân đã giúp đỡ cho mình, được gọi là ân đường. Còn cái duyên nữa đó, thì chúng ta giúp đỡ những người dương quan được gọi là đi đường. Thầy nói về ba loại đường khí này để Phật so sánh như vậy. Trong những gia đình mà tôi nói cứu rỗi cha mẹ như Phật trời thì gia đình đó xứng đáng được cứu đường. Tức là trong những gia đình mà con cái dưới cứu mệnh với cha mẹ, cứu động cha mẹ như trời với Phật, thì chúng ta giúp đỡ những người trong gia đình đó luôn luôn được cứu. Và những người xứng đáng được cứu đường tôn trọng như hàng với trời Phật chính là cha và mẹ. Như vậy thì giả sử thầy có Phật còn tại thế, chúng ta cũng đường Phật thì đó là tiếp đường Phật tiếp. Nhưng mà nếu Phật ra đời, không ra đời, là mà thầy Phật bỏ mãn đàn lời, như thầy chúng ta chẳng hạn, thì một người ta dân cư mà muốn tiên tính tiên dưỡng cha mẹ, tiếp đó dẫn tương nhân với tiếp đường Phật, tiếp đường Phật. Nếu người muốn tiếp đường Phật rất là lớn, nhưng mà thì nguyên dưỡng, tận dưỡng cha mẹ, tiếp rất là lớn, cái đó thì được ân đường. Và nếu như nữa thì chúng ta giúp đỡ những người xung quanh của mình thì cái đó thì tự nhiên được. Về phần cái người nhận tiếng đường á thì phải có như thế này. Những người cha mà nhận đủ tiếng đường mà đạt đến nguyên tố tâm bệnh thì sẽ đem lại tiếng báo cho cái lớn của tiếng tử. Tiếng tử mang hiếp là dịch cho là ứng đối người tiếng đáng được tiếng đường. Thật thêm một người tiếng đường cho tiếng tăng á thì sẽ có như là tiếng báo. Tức là khi người đó có tâm tính đường thì cái tâm phát ra đó là một tâm tốt, cho nên nên tiến cho người đó. Khi đi nữa sau khi mà tới lời thấy cái cửa của mình giao cho chúng ta để các ngài sử dụng chính đáng, người Phật tử phát tâm với mình tự tự như mình ngài sẽ tới lời cái tiếp. Nhưng mà muốn là chúng ta sử dụng cái cửa tính đường của người Phật tử là cái chỗ không chính đáng làm cái học cái đường thường thì học chỉ có được một nửa phần tứ thôi. Chẳng hạn như mình đem cho người ta một thùng nước, người ta mới biết lên thùng lửa đó ra để người ta vô họ dọn mình đã tăng thùng lửa, từ từ một thùng có thể được mỗi thứ một trăm thùng, từ cái này được thành quả tốt đẹp hơn. Còn nếu mình đem một thùng mà đưa cho họ, họ sai hẳn đường mà lửa âm lửa đổ, từ cái này được sử dụng kết quả lại lặng ít hơn. Cho nên thật lên khi mà đi tăng bệnh đời đúng đường về một loạt kết nhỏ cái lý lửa ra thì phải lửa đến hẳn đường để biết cách toàn lửa cái tâm la lửa của người đó đem đến. Vừa một đồng cơ mà thật dạo dẫn tới cái tâm lo khổ mặt của người thân. Điều thứ hai, cái coi cái lúc mạnh mình đủ để mình làm cái cửa mình hay chưa. Điều thứ ba, nếu được bộ trưởng thương nhân tâm cần bị thương trong cơ thế, vụ này không chính đáng nhận bị cúng đường. Điều thứ tư,
người từ khi năm 10 tuổi thật để chúng người mà giống như chúng ta tới người nói lên nói chuyện đầu thành ra hãy nhớ là sao mà cho người người lắm thì vì bây giờ được thật tấm lo mình phải mình tuổi chúng ta để mà dùng mà hãy nhớ mà như vậy mình làm được món nào hãy cố gắng chúng tôi cho thành lại nguyện để trả cho ông cho quý tử cũng như là ông đang hỏi điều thứ năm nữa hãy coi cái chiếc chiến đường hành nhận nó giống như là một loại chiếc để làm xài ớt á thì nó dữ liệu để tự mình mà phần nhiều thì nó lặn xuống tầm tổn hơn tài vừa đủ để chúng ta duy trì sự sống và học đạo tiếp tục mới không được khởi tâm tham sân các bạn hiểu hiểu cái này chứ chứ để cái đường nhận cũng phải có những điều đáp ứng lại và trong năm nào để học á thì thật sự mọi người tôi đều đề là người ứng cứu trong lòng tiến đoán được chiến đường tại lý do mà tôi đều đề là ơn người của nhà các tôi lại và cho một nhà tự thấy và mất thành cái lệ chứ là người anh các tâm dân chiến đường chiến đường thật người mà tôi đều đề là các tâm quốc gia trong khi quốc gia rồi đó thì nhà tôi đến thái lan làm ủy đô lệnh của chiến đường của những nhà giàu một số địa phương nhỏ nó đến mất thật là tôi giả tôi đều đề nhớ là trong nhà giàu ăn ngon quen rồi để mà hãy lưu ý thật cảm thấy nhà giàu đứng tay chiếc cửa để hãy như vậy nhận được ăn ngon còn giặt hàng lót lõm lót ra tuổi khác giảm lại bác cũng cho người ta dân này cũng nhiều thật nói chơi ngày tôi đều đề đó thật thấy ra thì ngày tôi đều đề mình đã thấy thế này ta mà được người sinh ra từ gia đình giàu sang trong tâm biết đồ ăn bên nhà luôn luôn vui còn ta mà nói đồ ăn á thì có mười người hoặc trong ông ta lên 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 thực hài lòng là vì biết rằng họ có sẵn trong ý thức còn đi nhà nhà đó khi mà họ đến với mình đó thì lên lên họ phải dự thành ăn của họ con thân bảo ăn để họ lấy cho nên ta không dối đi ra mà thì chúng ta như vậy thật với lời thật với chúng ta được chứ ăn làm như vậy thì ăn tự tạo chiếc báo cho người già mà ăn bảo người nghề đã xác thực bình lãnh ăn tự lo làm sao trong khi đi biết thực tâm ăn mình khởi thân xong thì khi đó tiếp của người già người nghèo cũng được ăn được tới hết người tới đời đời nghe thật giỏi xong thì từ đó nổi tư duy thức thực người hành thường cho nên những người có người bên này được tiếp đó rất là nhiều cho nên điện tâm cửa nào mà nhận đồ ăn cửa thứ tử mà cái tâm mà tốt tâm hữu tâm tâm thì tiếp đó nhiều hơn là cái người mà tâm mà chúng tôi trên thật đã ước tính là chính đáng lẫn cửa thứ nhiều để nhất là ngày tôi đời đời thà yêu ra như vậy thì cái này tôi thấy là cũng có mặt lên tới lên thôi mà cũng có cái mở mặt lên có nghĩa là lên mà những người thực tử mà họ đã chết chín năm được đến đường thật thì tôi đang nói người nặng nề từ thật chí lại chín năm mà đi lên đường đó chín năm đi tiếp tục cảnh hỏi những người thân người thương cái tâm này có những nhà thực tử nào thịnh hành thật thì nhân sắc tâm chính đường mà họ không hiểu đường đi lệ với lên họ thì tôi đang cái mặt ý cho nhau chỉ về cái nhà đó để khi mà cái tâm đi ra đó thì đậy cái đá đậy để họ khỏi dựng hẳn cái người cái đá lệ là cái lệ cứu đó thì chúng ta đi là cái lệ thì khi đi ra nhà thực tử mà gặp cái nhà mà thực tử không hiểu anh thì tôi không đứng dưới tại vì thì thường nhớ là cái thực tử ở dưới tôi có như thực tử mà không lưu với chúng nó để một chút gặp cái bánh mai cái sợ và khi chúng bị đứng như vậy chúng ta sắm dưới đứng dưới cái mặt của những người chẳng hạn như là giáo sứ tâm trí thực thắng của cái ba thực nhà và một nhà nó có tiêu chuẩn của cái nhà nằm hai mỗi người tự tôi có những dự bảo là khách nằm hai nằm ngủ và tự tôi sợ rồi cho nên đi ra những nhà đó cũng có vấn đề vô phải phải là không có thương thực tử mà sợ đi lối vô thì tốn tiền tự đó cũng là trung tâm niệm với nhà tôi đều đề và khi mà ta biết á thì ngài đưa tới những nhà thực tử đó thì ngài lại thích vô vô những người nè mà nói mình nằm hàng ngày là tự bị thế bây giờ cái đó mình nằm giữa cái giường họ để tạo cái chiếc giường sao cho họ sáng hơn cho nên người ta muốn thì chuyên môn là đưa sức thực hàng ngày thì thật lời mà nó thay đổi không được gặp người nào cha thì cứ vậy nếu làm sao tâm như vậy tâm có tâm không tịnh thì họ đều có cứu thôi thì đó là cái sự tận của vị hành động của chính quyền tâm mà trời tâm mẫn tâm tư lên tôi đã thấy có câu chuyện và có một hòa thực tử chín người hai người là nữ thật mà sáu lần trước là một tiền lương một bữa ăn từ sau khi hai ngày lần thức ăn đã về tới sáu lần thì thầy chí lệ bị nữ thực tử nói lại thật nói thế này hôm nay bữa chín người của con rất là có quý là vì thành chín người của con có đánh số thần thức báo thì bà thực tử ông hiểu hỏi sáu thần thức báo như thế nào đọc lúc lại sơ dạy cho con biết thật nói sáu lần trước
Cái chuyện đã không làm được sợ
khổ dữ mà làm ăn làm đệ tử và người con dựng hay bán lại. Hai thầy ông già đã hỏi em hỏi mà tôi có con thì ra thầy mà mới kể trên đường đưa chút thịt ăn nửa gói thôi và nửa gói ăn nhỏ vô trong bát của tôi. Nửa gói đó tôi đã tạo dựng để sống ra một ngày. Dường lần hơn thứ chủ một hạt cơm tôi cũng phải lên cáo để trả lại. Do đó tôi sẽ trả ơn anh bằng cách ăn lạc, dẫn ăn lạc đến quả vô sinh. Và ngày đã tham gia để mà đến được người đệ tử này cho đến khi chứng quả gì tới sau cuối cùng ngày đã ngừng lại. Và thật cho ngày sẽ là phát đồng người mất ơn nữa. Một miếng thay mà người ta biết đơn ngày vẫn sinh nở để là được cho thành đạo lớn hơn. Và thầy đứng đây có dạng thế này. Thầy người ta tính đường để tử Phật như lã thì Phật chân ăn cơm rồi đem ký ra những tấm ký ăn cơm mà ký ra đã có ký ra thì người Phật tình người tử ta phải biết ra những cơm đó và họ chẳng hạn bây giờ người ta đang đến người ta tính đường để thôi thì đã ăn ra rồi thì người đó cũng không được người bỏ ra để thôi đó mà đã đến được ký ăn cơm và đã ăn hai ba họ cũng được để coi như mình có cách họ dựng của người đó nhưng mình nói là người sao có như thế nào. Và thật kể rằng có những thầy được giao trên đường đến quốc mục có hai đệ tử là hành đạo đệ tử được là do những người đệ tử này đã từng cúng đường đến ngài trong những chiếc trước bây giờ gặp tự nhiên mới có nhóm nợ họ mời tự nhiên mình phải trả thì người đường theo phải giao nợ để giống như một người bên ngoài bắt đầu ra làm ăn hết vụ đầu rồi thì phải lo làm ăn để có lời mà trả còn thầy được theo mà bữa mình làm ra thì người này sẽ đồng ý để mang ra xem thì tôi mà họ thường nghĩ phải tìm đến ngài mình mới có trả. Ông giả tử nhận đời để ý đổi thì bất đủ chúng ta nhìn nhà cũng phải làm để trả nợ. Nếu là trong thiên hạ dụng để ăn đó mà nó còn nằm trong bao tử là không được khởi tham tâm. Nhờ vậy mà họ dễ chứng tư và dễ chứng quả hơn một thời tiền cho mà ăn của mình. Các Phật tử hiểu chứ. Tôi như là có giúp đỡ lẫn nhau để hai hàng Phật tử Phật, đệ tử Phật, tại gia và xuất gia đều chứng hết nhờ pháp chứng thực này. Bây giờ nói về phẩm vật tính đường á, thì thầy Phật Tàng Hậu thấy thì chi tâm tiện lệnh đồ ăn sống ra ngoài là một bữa cơm thôi và hơn nữa là những thứ ngon y phục mà các ngài cần dùng để tạo và không có đồ vui khi tôi chưa thành lập với bàn này thì phẩm vật cúng dường của hàng Phật tử được dùng để tôi phát hiến để nuôi dân lo và học các chùa để y tinh tạo tượng giúp chúng tăng tu học đó là cái phần đóng góp vấn đề dài hơn. Tức là tất cả các nhu cầu cần thiết cho Phật tử và người chúng tôi đều được gọi là bố thí cúng dường. Nhưng những vị nhân lưu ý cúng dường những cái mà tôi tăng thành thí, đừng nên cúng dường những người mà người tôi trở nạn bị chúng tôi cho hàng tăng thử thì điều đó không có tạo tích nghiệp. Chẳng hạn như vì người tôi đến đây mà cái mình bán lạc tất cho đi hết rồi. Tôi có vừa về, đem về một nội tôi đi ơi, tôi đi. Bữa tôi ơi, thầy tôi đã tôi nói thôi, tôi muốn người đông lưu, thì tổng người muốn lại má, người muốn lăng, phải là ma tục mà. Tại tôi nghĩ tôi cho lỗi công trường lâu mà, những bác trai, các thần thường, để tôi đưa cho tôi thả dạng một bữa. Thầy ơi, vì tôi là mỗi những người tôi nói như nào, tôi coi, tôi một lát, tôi mũi, thì bác trai thì thấy tôi đã khóc. Rồi tôi mũi, thì bác trai cũng thấy tôi đã khóc, thì chẳng khóc tiếc cả đêm như vậy, mà tôi bắt mình hồi con. Thì thật ra con bây giờ không có ích lợi gì cho người tăng tử hiếm từ những thứ về tài liệu lịch sử và hàng có những cái điều ích lợi cho tự tính tôi thì được chứ mà con muốn coi như cái đó chưa tăng bỏ tụng kinh bỏ hành thiền và người vị đạo lực còn yếu sẽ bị biến cử cho mình ăn thân cấp tướng trong bộ kinh đó thì con người mình cần bị nhân tạo nữa cho mình không có tí đúng không bên nhân dùng từ cái đúng cỡ thật là kia đó khi mà mình nhận một cái ưu của vua ba tư mặt tướng thì vua ba tư mặt nói là thế con thấy là một thầy từ xưa chỉ nên có ba ưu như vậy thì bây giờ đó con kiếm một cái ưu mới mà để trị tự sao cho cái ưu cũ và nói ra cho nên cái ưu cũ hãy lo cho một thầy từ xưa có cái ưu đó và hãy cái ông mà có cái ưu đó hãy lo để làm gì và nói để làm cái người lễ như tắm tức là cái thanh tắm và hãy thanh tắm mà chỉ là làm gì và nói phải đem làm cái đời lao chung và cái đời lao chung mà bỏ ra rồi á thì Phật cũng không được coi là người mà Phật chung các thầy từ xưa mỗi đó đi thì đem cái giữa đất đất cỡ như đem như bồn để tốt lên tại vì giữa khí tính khí nhất khí không tài cho đến bao giờ không còn tài được nữa như vậy thì mình thấy Phật rất là hạ tiện trong năm lý dụ nó đừng bao giờ mà khí không đi được cúng dường Phật cho tôi tăng chứ mà khí tính như vậy nó tổn khí tính người họ hạnh và nó không ít lợi gì khi tăng cần những người tài là ăn mặc học hành hết
thì đã là những nơi nào đó, và muốn đi ra thì chúng ta giúp đỡ những người mà cái mình có lãi những cái việc linh mình đó. Tôi nói có những người tôi tâm tới hàng trăm hàng mấy trăm ngàn, và trong khi tôi tâm đến tôi tâm có một bữa, trong khi nếu chúng ta dùng cái tiền đó để kiếm tôi tâm giảm dịu ăn một bữa kia đó thôi, để đi ra để chúng ta sửa chuồng, chúng ta ân cần, hoặc là chúng ta làm những việc thật sự khác, thì nó tiện hơn là tôi ta bỏ tiền vô để ăn trong một bữa. Và sau đó là nó mất lớn được, các thật thể hiện tôi làm chứ. Và biết thật nhất là cảnh hậu trong việc hạ dụng, đồ ăn và đồ uống đường. Khi mà trở về thành ba từ lai, vua tịnh tạng đã mất rồi, một người em của ngài đã lên làm vua và rất tôn trọng vị đại sư cũng là người ăn của mình. Cho nên trên đường đi Đức Phật Thích Ca Tăng ăn cải được tắm rửa trắng rất là đẹp, và lượng hành lễ Đức Phật Thích Ca Tăng bước ra giống như mình cải thả vậy. Thì Đức Phật mà đi đến đó thấy tắm rửa cải ra như vậy dài hàng cả cây số, và thắng hỏi của ai cũng nhiều, thì nói là của vua La Hán dòng họ Thích Ca. Phật nói ông phát tâm tính đường vua La đã nhận rồi, nhưng mà mảnh giỏi này biết đi ra và tâm tử biết ra thì coi như nó đi ra và ủng đi. Sau khi đi ra nhận đến đâu rồi thì anh đi ra mảnh giỏi này tiếp cho những người nào thì nó có tiếp nhiều hơn. Ngài tiếp tính đường cho tâm còn tiếp là bố trí cho người nào nữa. Cái đường đang để mà trải đường cho Phật và cho tâm lưu nó tiếp được. Tại vì Phật lưu trong lát trên con đường có việc rồi. Như vậy thì chúng ta thấy khi đi đến cái báo tới cái ông Phật này và khi dám nhận cái lý giải để biết lên thì bây giờ chúng ta mới hạn chế đến biết là những cái thời cơ cũng vừa tới tiền vừa tổn phí của chúng ta là thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta phí lợi ích, mình chúng làm sao để vừa hạn chế vừa đủ để có tiếp báo vừa như chúng ta và vừa có cái lý lý để mà sinh sống về sau này và giúp đỡ nhiều người hơn. Chẳng hạn như mình đi ra mà ăn nhậu một bữa giúp đỡ những con nhà con thương gia đình mình để còn một trăm ngàn một tấm được một tháng, thì chỉ ăn nhậu một bữa thôi là bốn trăm con thương một tí một tấm ba mươi ngàn có một trăm ngàn. Như vậy thì cái tiền ăn nhậu đó là bốn trăm ngàn dành để được tấm được bốn tháng rồi. Thì ví dụ mà chúng ta đang ngồi lo đi cầu ăn uống để ra quá nhiều công ty đó những hàng còn lại không có vật dụng thì đều mà nó thuê chứ. Phật rất là tiết kiệm thì chúng ta cũng nên riêng Phật nên tiết kiệm cái định phạt tiết kiệm đó. Chúng ta đã hiện giờ thầy mới vô chùa đó, tôi cho cái pháp lực sự bên ngoài làm ăn đi tự mà không hiểu tiếng ăn rồi mình chùa khoảng một phần ba một phần tư đây mình để lại chứ không có ai hấp hết 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 người ta kêu là người nghèo mệt hoặc là tức hồn. Thầy đã khi đi vô chùa tôi đứng theo cái gọi đó là ăn đi lên trong chùa một phần để tôi bỏ lại và tôi bị phạt chị riêng một lần. Thì tôi mới lên tôi xuống có mấy những vị thầy cũng kêu tôi đi con thấy là ăn một cái con thích thú nó có dễ bằng tình hạnh tiện chứ giống như nào. Thì vị thầy tôi mới biết rồi mình kêu là ăn hồi đó con thật còn chi nhất là khi nó chưa ăn rồi tôi đổ nước vô chán cái bát rồi uống đi. Và một vị thiền sư ở bên tàu ông tôi hành mại tay biết chậm dữ lắm cho nên vị thầy vừa mới kêu em thì là khi có một vị thầy vừa trước mặt ăn thì anh mới hỏi ai là thần người. Vị thần này đã cho một thần chuyên trang thể giới. Còn ngài mới hỏi ngươi đến như y ta nhưng mà ngươi có thần không, ta không có thần không. Như vậy thì đệ tử coi thầy có điều gì chứng kiến trên nước mở để cùng sửa đổi. Thì thầy đệ tử nói như là thầy hoàn toàn không có điều gì chứng kiến mà ngài có chưa ăn đó và thầy cần hỏi kinh như trong đó thầy có điều đã bất trí. Theo lời Phật dạy, ăn xong phải tráo nước rồi uống cái nước đó tới đi. Tại vì một thật quen để tính kiến tính chất này. Từ vị tâm đó nói là, nghe theo lời vị thần của mình dạy, tuổi già ông tráo nước uống. Cho nên từ đó vị sai tâm trời ủy vị thấy sai khi họ coi xong, kêu tâm thay nước nước trà để cho nó trốn bắt lóc rồi uống hết trơn. Cái đó là thanh khí hậu thật quen. Thì tự tôi cũng làm như vậy, chúng tôi cũng bắt chước làm. Nhưng mà cho đến một thân thì thầy chúng tôi nói rằng một hạt gương của chính khí chính đường tụi con không mở bản thì bây giờ những cái người của người ta dối như hạt gương tụi con đã sử dụng cho chính đó. Thành ra giả sử như tụi con chụp hàng tấm hàng ngàn nó được hàng dĩ hàng ngàn cái này nó dối bằng hàng nghìn hàng trăm hàng vạn hạt gương chứ phải coi chừng những cái này cũng tổng hết rồi tụi con vẫn nhận lên vô chế như tôi tao lo nhớ đi hết cái chân tiền chính hai ngàn như vậy rồi. Từ khi mà lần này á là giá bao nhiêu được bốn lít gạo cả họ hai mươi lít gạo chín lít gạo thì giá là mấy ba mươi một cân thì dính kia là dính đây đó tụi con còn uống nữa thì dính kia là tụi con còn không tính như vậy biết thật khi mà xuất gia đi tới một đêm đến khi thành đạo mới trở lại sáu năm
trời trong nhìn nhà, có những lúc tuyệt tiết mã nhục ở giữa đình cũng không có về thiên ca để ông bầu diễn. Mà tội con bây giờ chỉ nước quan tổ mẫu ánh này là lạc lạc miếng máu trên tường này, giờ đang nắng như, cho những tổ lời tổ lời tư. Thành ra tội con tư thì lời ngồi ra đời phố, vô cửa tính lý con rồi trả mở hết rồi tư tức, khoảng tầm hư để làm người thầy. Tư tư thật chỉ được làm ra lương rồi, đến khi thành lạ với tử rồi. Mà tư tư thành lạ rồi, Phật họ dựng cái tính lý tính chất là tí kiệu. Đó là mà, bây giờ thì lý lý thế, chúng ta không được rõ đâu là lời Phật dạy. Và đây là những cái phương pháp của mình trong mình để chúng ta biết mình sử dụng làm tiền của mình cho đúng chỗ, để người đều tử tập, người tạo gia hay chức gia đều có thể tiếp tư hết. Và chúng ta không mặc những nguyện mà có tâm tư tức là cảnh có tử, là bất có trị đáng tại sao tứ, hoặc là có những cái làm tiền mà tài không đúng chỗ thì nó không có tứ. Tức là người đứng đường vẫn có tứ, khi ta thì thợ dụng lý mà khó thì vẫn đôi tứ cho thứ chữ. Nhưng mà cái tứ mà sử dụng không đúng chỗ, làm tiền sử dụng không đúng chỗ nó ta tứ thì làm tổn tiếp cho người mạnh, cũng như là tán tứ cho người, cho hơn là có tứ. Bây giờ nói về cái chuyện cây tinh á, bình thường á, chúng ta ở ngoài giả sử cây tinh nhà có người bệnh, các thầy tử hay là cây tinh ở nhà tụng thầy tinh, rồi từ tinh nhà chúng ta có người mất, chúng ta nói ngày những cái tình pháp quốc ngày tôi đang lấy tiếng liền tôi đang để thầu hướng tâm sự biết đó về cho người đã lấy tới là thầy người bạn được rằng thầy tới không lộ đó tới từ thầy thật thầy phải thế tôi tìm tôi tầm tâm sức tế thấy cái được người Phật tử ông có biết ra nhưng ông định mặt mò tức là bất tử cho thì nó mới sống chừng 7 ngày nữa thì cái tình thương của cha ấy đang quá mạnh tôi mong ông lên bói từ đây từ tôi tôi lấy chưa nghe rằng đức Phật có trước đó rất nhiều thầy ông ấy thẩm thật lớn chính liền và xin thầy hứa trước thầy để làm sao cho nước trăng cho mình nó tay ra mặt thở thầy đức Phật lớn và sau khi dùng thọ tay xong thì thầy thấy trí sáng và tức làm cho đứa bé nhờ đó là nó tránh ra đêm ấy tức là tránh dây hơi để thấy được năm sao thì từ đó Phật tử với cái lệ khi trong nhà có tai nạn hay bất cứ cái gì về ngày Phật tử chưa tăng lên chính liền thì phải thấy thế nên những người không biết chính liền cho ta có nên trí cho ta và khi người Phật tử thẩm tâm có Phật tử làm tâm thanh tịnh người đã tự do là cái ngon của người tổ trời khi thể làm tiên chính đối trò khi tâm đến hòa mình thì người đó tiên hành vô cái ngon tôn chính tức là hạnh phúc thành tế cho nên đó là một trong vài gia đình tu tiên nhiều ý. Điều thứ ba, trong thời gian mình tu tiên mất chính quyền và tu tâm lưu trí trong nhà mình, người Phật tử có gọt từ có ố không hơn. Cái lý thế chúng ta dẹp những người không được lại, không hỏi kêu những lời là rõ. Thì ở phía cũng cộng tư trong thời gian đó, cho nên ta hồi tạo cái nguyên lực tinh ra như là một cái lại vô lực lớn. Điều thứ tư là người Phật tử từ khả năng bố thí, cho nên ta người có chức báo và có tài sản lớn. Nhưng điều thứ năm là điều Phật tán thán và trí thức. Từ trí người Phật tử, trí người, trong lòng tin kính và hãy làm tịnh tính giúp tiếp bổ dân bổ tư tâm lên chúng ta. Mà trí điều thứ năm thì ta như không cảm nhận. Điều thứ năm là nhân lúc tư tâm đến nhà, nhân khẩn pháp để tư tâm giảm cho mình lên. Trong khi giảm như vậy sẽ tăng trưởng trí huệ, thì cái này là cái điều Phật tán thán. Có Phật tử thấy chứ? Như là việc thỉnh tư tâm đến nhà là để làm cái duy cho trong nhà mình được nghe pháp và tập tư. Nhưng mà thường thường bây giờ thì chúng ta thấy những đám tư tâm mình mà dễ quá thiết đi. Gia chủ thiết tư tâm ban ngày đêm để làm đồ ăn nấu nướng, đến khi tư tâm đến chạy, lăn tăn nước chất. Tư tâm đi được sang mà chơi đó tỉnh bữa cơm mà con vui, ăn hết nổi. Tập tử thì cái mệt quá đến gặp hậu thân à. Tư tâm nói chuyện nghe tiếng được tiếng mất, rất được á. Là thầy mệt, trò cũng mệt. Thầy tốn thì giờ tôi học trò tốn tiền tốn mạng và rất việc không có cái biểu pháp hay là không có những cái giống lý để chúng ta làm tư lên tư được ha. Thì điều này nó làm cho những biểu tư tâm mình nó giảm ý nghĩa đi. Thầy tôi tư tâm nó tích cực cho nên đi về đây nơi đó thì Phật tử thẩm chất dễ chỉ như chừng anh biến cái cửa nhà thẩm tư tâm nhớ vô là cái gì. Và bây giờ thì tư tâm ở tư trong những tư viện hoặc là những chùa an tịnh hết. Thì quý vị đến ngày thì các ngài phải bỏ thời gian tu học để đến nhà mình. Đến nhà mình rồi nếu chúng ta không có thỉnh pháp nghe pháp thì nhiều khi làm cho người tu ông họ nhờ quý thầy giống như là một lời thầy đám. Đến nỗi mà tịnh kinh chúng tôi ăn nữa. Nó làm cho tu tăng nhiều khi cũng mất cỡ.
Ngày nay lúc tôi ngồi vô phê, khi mà còn ở cái chuyện Sài Gòn, tôi rất là sợ hãi những cái buổi mà đi tụng kinh như thế này. Và lúc đó tôi đã đi dạy học, và dạy cấp 2, cấp 3, thì có một số học trò cũng năm rồi đã giảng dạy cho Phật tử rồi. Mà có nhiều người Phật tử, giả sử như có bán ma, đến mời cái con đi đến tụng kinh. Mà đến tụng thì gia chủ đâu không thấy, chỉ thấy cái hồn, rồi mình đứng đó mình tụng. Rồi chuyên gia là dàn nhạc của ọ e, ngồi chung thì người ta giật bò giật theo người ta ăn nhậu. Lớp thì bàn ca, chứ lớp thì nói chuyện thời sự, lớp đi lộn, lớp ăn nhậu. Trong này mình tụng kinh giữa tiếng tham gia bảo đạt, mình nghe cái mấy cái danh nó nghe được hay không. Rồi mà kéo thử đến khi đi đưa đó, thì tụi tôi được người. Ngày tôi có xe xích lên, ôm một tràng qua mà có tính lý. Rồi tự nhiên hiện nay mua gì đó, Phật dài dài theo đường. Rồi học trò cái đứa hai đứa nó nói cô giáo mình, và bữa nay ổng đi làm thầy cúng. Các cái đám cúng này cũng được 5-6 ngàn, cho nên ổng nghĩ vậy. Tôi nghe tôi cỡ kinh khủng lắm, nhưng mà lỡ cái lộ rồi thì phải đi. Và sau khi đi như vậy giờ là cũng cúng lắm, tại vì cái đầu mình nó thì không có tóc. Mình ngồi trong cái chiếc lâu, ôi có dàn ra, đem mấy chiếc bếm tiếng đồng hồ tới họ việc, rồi đi về, tôi nằm tiếng gió, lao từng, vừa lại nhỉnh lại có cái đám khác. Cái này nó mất đi ý nghĩa của việc cô tâm, các Phật tử hiểu chứ. Và vô tình bí cô tâm thành một vị thầy cầu an, thầy chuyên giống như là thầy cúng. Và những người không hiểu đạo, họ dòm thấy cô tâm mà cứ chỗ nào có bám ma là thấy có mình. Đến nỗi chết ra đường vừa gặp tụi tôi hậu quả thì không có bất thương lắm. Gặp mấy bà này là biết có chết chắc gần đâu lâu rồi. Trong năm sau người hình bóng của tôi đang hiện đến nay là đem trí tuệ, đem giáo pháp của Phật đến cho mình. Thì vô tình hiện ở đâu ở đó có đám ma, hoặc cầu an, hoặc cầu siêu. Rồi chúng ta biến tôi đang thành một người tỉnh đáng. Các ngài đi về mỏi mệt, thấy sức không tư tư thành. Rồi nhiều khi buồn tủ nữa, thì nó điều hành không nên. Cho nên thầy chúng tôi dạy biến Phật tử tâm thành. Thì những tư vị nào mà người ta tốt. Vì nếu người không có tiền, ví dụ đem người đàn thơ nói rằng con có ông thân, đặt mặt thân bị mất, hoặc một thân nhân nào đó, nhưng mà tụi con không có đủ tiền. Con gỡ 10 đồng này với thầy với cô đưa cho con một chén muối, bỏ vô trong đầu ăn để nói, bởi rằng cái chiếc có nhiều vô duyên, cái này chết vẫn nhiều. Cái gì nghĩa chứ? Con ăn thơ chắc không phải là cái 1 triệu đồng với 10 đồng, 1 triệu đồng nhiều chút thôi, mà ăn thơ cái tấm thành, làm thành của mình. Phật nào đã có vô lượng thần thông chiếc máy rồi, Phật đâu cần ăn những chữ Phật thôi của mình. Nhưng mà cái tính dành hàng của mình, trong một tên này Phật nói, sở làm tinh thanh tịnh, sở làm tinh tính, tâm thanh bị, tâm thanh tâm hệ. Và từ thượng thơ cả năm lấy với mình, tiếp này giống Phật ngon, dù 10 đồng hoặc là 10 triệu giống Phật ngon. Nhưng mà đều ra tặng Phật ngon, Phật tử nên thân tặng với chú Tăng để hỏi và nghe pháp. Chứ không phải là thân tặng với chú Tăng, vì những yêu cầu mà đám ma hoặc là đám cầu an, cầu siêu, cầu bệnh thì những cái đó nó như cần biến Phật giáo thành một cái mà người ta khi mình gọi là mê tín dị đoan. Cái một lần tôi cũng lâm vô cái hoàn cảnh rất là khó xử. Có một người hàng xóm họ bị mất con cái dưới đó, họ mời tôi đến thì tôi thấy nhà đó nghèo quá, không lẽ mình không đến thì họ buồn. Và khi đến họ vô cho tôi cùng coi với một cái miếng đỏ, họ bị tôi vớt cái dân lên giùm. Tôi cũng không biết làm sao để vớt thì họ. Tôi nói từ hồi đi tôi tới giờ chưa có nghe, chưa có thấy cái vết chân này. Họ mới chửi tôi cái vết nhỏ tận tay, cái miếng đỏ mắt chứ có dưới hình với cái hồn của nhỏ lên. Thì cũng phải làm với họ, rồi cũng đọc 2-3 bản tin cho họ yên tâm. Thì bây giờ đã thấy nó cỡ, vì thế mình biến thành thầy phù thủy. Mình mới có dạy mình như vết chân như vậy. Xong rồi 3 buổi sau nữa, họ bắt tôi đi mở cửa mỏ. Rồi khi đi mở cửa mỏ tới đó, họ chuẩn bị đồ hết rồi, họ giao cho tôi lên về. Thì tôi hỏi bây giờ tôi là người nói tôi già, thì họ biết tôi gọi tên già tôi kéo lớp kinh doanh cái mộ này. Thì cái này xin thưa quý vị hoàn toàn không có tâm kinh điển. Thì mình như vậy tâm già đau khổ, người tế cũng đau khổ. Rồi cái người thằng bà là cô phải cắn cái mặt con người này, cô tôi máu ra trên cái mã thì nó mới yếm được cái gì đó. Thì tôi khổ vô cùng một cái này, cho nên đất nói tôi phải ôm trong nhà, chứ tôi không có dám thả nó. Rồi đi vòng quanh cái mã nó tụng ba đứa dám thả rồi trở về. Mà làm tập tầm với cái danh nó có chuyên hơn là tại vì tâm tâm không có kể những điều này. Cái quan trọng là làm sao Phật tử có tính có tâm tư. Và chứ đừng có thành hạ những con gà và những cái tổ tịch này hoàn toàn không có con Phật giáo. Ví dụ giữa chỗ này chứ. Và những mà cầu ôn cầu chư đó, thì tôi sở dĩ là tại vì chưa bài nó làm những điều thầy lớn thì chỉ là
mà bây giờ mình hỏi thì sao bị dày. Mà tôi thì tôi không hỏi, cho nên là còn hỏi là bị phạt tự dưng, tôi không có dám hỏi. Đến khi lớn lên biết là chữ là chữ Nga và đọc chữ Ba Lê tôi mới ra, thì thấy cái nguyên chiếc thầy nguyện đó cũng có cái gốc bắt nguồn chứ không phải là không. Thì bây giờ tôi kể cái gốc này cho quý vị hiểu. Lúc đó Đức Phật ngồi tại Nam Mô là có một thân bà La Môn Lý Vương, các tôn giáo khác khi tính bờ động chân thường cử hành các nghi lễ để đưa họ về cõi trời. Nguyên Phật ngài không có cách nào giúp đỡ cho chúng sinh sau khi chết được không về cõi lành hết. Tức là kể này tôn giáo nào khi người chết cũng có là một cái nguyên chiếc cầu xưa để đưa cái thời người chết lên cõi tốt, mà khi Phật không có đặt những nguyên này. Thì Đức Phật trả lời như thế này: giả sử nếu có người quan cảnh đó nạn tiếng hàng nước sôi, con người đã tụ tập một số tư tưởng đang nhảy đến trời nguyện cho cảnh đó ấy nổi lên và tôi vào trời đời, người đó có thành công không? Ông là ai lại lên đó chưa xin và nói vậy thì nếu có người thể bình chân tại những người ác đến trong chân được một số năm người đến tám tháng khi mọi tiếp tục có được sinh lên ở trời, người ấy có được như nguyện không? Ông bà la môn đáp chưa xin. Bởi vì nghiệp họ nặng quá làm ta bệnh mệt hay lời chức lành bạn hả? Họ được bệnh nghiệp được. Giờ Phật nói, nếu cái người đang về để tiếng hồ đến, trong nếu ta tụ tập một số đường tiếng năng não lấy chất tay cầu nguyện, cho số giờ đó truyền tiếng đánh nhất, người đó có thành công không? Ông bà La Môn đáp, chưa xong. Phật nói, vậy thì một người từ bỏ những điều ác, tính thương tính trí, đến khi mạnh chân, dù bị giết nữ thế gian người nhiều rửa cho vô giả ác đạo, người đó có bị sao và ác đạo không? Ông bà La Môn đáp, chưa xong. Phật nói, vậy thì ông đã biết bao nhiêu giúp cho chúng sinh sau khi mạnh chân chân về trở lại bằng cách nào rồi chứ? Đó là khi họ còn sống, ta dạy họ tu nên làm lành lắm dữ, thì theo những hành động tu tâm đức và khi tìm đó khi chết họ sẽ đi về lời cõi lành. Đó là Đức Phật dạy cho chúng ta phòng bệnh, lừa bệnh, phòng lửa hơn là chữa lửa, chữa bệnh. Cái gì hiểu của này chứ? Và bây giờ giả sử như sau này đó kinh điển họ thừa phát triển, giả sử như sinh như mình biết cả cuộc đời mình sinh khi biết làm trước họ làm, bây giờ họ mất rồi thì Phật khi mới tức tức chúng ta mời chúng ta đến hỏi Phật nghe pháp, bởi là cái người thân của mình á trong 7 phần tâm đức họ chỉ được hưởng 1 phần. 1 phần đó là như thế nào? Trong khi ví dụ như thế khi trên ví dụ pháp công tôn thì ngồi tới chết của người cha người mẹ khi người thân mà con tới pháp tâm tu hành, cho nên tiếp người cha mẹ được chia 1/7, đó là nhờ pháp tâm tu. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Rồi khi chúng tôi hỏi thầy tôi đó, như vậy thì cái nào lỗi như lao đó và cái nào mà chỉ bảo quyền hay như thế nào một quyền lưu Phật tử đem cái tôi như nào giúp ông năm nói để chứng quyền cho Phật và chư tăng cầu cho bà thân đời khó khổ mạng lưỡi là cầu được cái chứ. Thì thầy chúng tôi nói thế này, tụi con phải biết cái thân của mình là khi mà ngài được tiền lương với bà thân lời đã làm nạn dữ mà trước bà ngài không ứng được mà đến cầu Phật và Tư Tăng, thì lúc đó Phật và Tư Tăng còn là những vị thanh tịnh lậu tận a la hán, tức là thấm nhân không, cho nên cái đời chức tiến vị của các ngài có cái sức mạnh. Còn bây giờ thầy trò mình là phàm Tư Tăng mà tự con xác định rằng của người ta chính quyền tự con an tâm mà người ta được chưa, thì điều này nó hơi lạm dụng, là tại vì chúng ta chưa chứng quả thấm mà mình đặt mình ngang hàng dưới quả thánh. Chỉ như một người bác sĩ trị bệnh khác với một người lăng băng, quý vị hiểu chỗ này chưa? Thành ra cái quan trọng nhất là làm sao mà chúng ta tiến tới để thầy lý tâm đức nó về cho người quá cố, thì cái tiếc nhiều hơn là chúng ta thỉnh về thầy tôi này tụng ô a ở dưới kia chúng ta làm do hết kia rồi hả? Rồi một quá thì lúc thầy trò đều mệt và hoàn toàn để tôi tâm nó chỉ là một đĩa bế trí đồ ăn chứ hoàn toàn không có tiếc lớn nhiều. Mà nếu chúng ta thỉnh cho tôi đến ví dụ tâm thành rót một ly nước trà và một ly tê một dĩa ăn lộ chứ một dĩa tôm không, tôi đang ăn tôm tôm với vị thỉnh thầy đang cho con thầy pháp, thì thầy vẫn thỉnh rằng đó không phải là vì chúng ta dọn đồ dở mà các ngài không chứ pháp, thì tôi đang đem tiếp như vậy đó nó có hai tác dụng. Điều thứ nhất, vị tâm này á nếu được thầy tử thỉnh pháp, thầy vừa học trò thỉnh pháp mà vị này còn tiếp tiếp chưa thể biết được, vị này sẽ sinh làm buồn phiền và cảm thấy tủi thổ, cho nên về cố gắng học để tiến tu. Điều thứ nhất, điều thứ hai, giả sử vị này biết thế pháp thì sau khi mà nó dạy cho Phật tử rồi thì vị này bắt buộc phải làm. Chẳng hạn như bây giờ tôi dạy Phật tử là mình tham mình sân, chẳng lẽ tôi biết không?
mình ít ra người đệ tử thì mình nói chung mình cũng có một cái là cẩn tỉnh lại để chúng ta tiến tu. Điều thứ ba nữa, trong nhà mình có những người chưa biết Phật pháp mà thấy những lời thầy dạy như vậy, họ nghe và họ kính tín và họ thấy mình chuyên tâm đến nhà vì lợi ích của mình chứ không phải để kiếm ăn, thì như vậy có tiếp nhiều hơn. Và sau đó cả hai bên thầy và trò đồng thực hành đều pháp, thì điều đó thật tán hóa và được gọi là pháp cúng dường. Có Phật tử hiểu của này chứ? Thật ra nhớ, nhân từ theo thứ tự của mình, lệ trên đất nước, không ai bắt mình làm mâm cao của đầu hết. Tâm thành một bát cháo, một chén nước hoặc một hộp muối bỏ vô cúng dường vẫn có thuyết bằng giá trị nhiều được. Nếu chúng ta biết thỉnh pháp, nghe pháp và tiếng tôn, thành ra không mặt nặng cái chữ cúng dường nhiều hơn ít. Rồi bây giờ đến cái phần mà làm sanh giả, thì thường là các chị nam tính nữ, thường hay đến chùa làm sanh giả, thì chuyện làm sanh giả nó có thuyết báo hay không? Chúng ta quay chung niệm lời mà Phật tham Phật hỏi, có thể tự hạnh hạ giúp đỡ tư tâm với hạnh địa năng lý kết quả tốt đẹp hay không? Ngài A Nan nói, bạch Thế Tôn, câu đáp này không thể trả lời một gì được. Có nghĩa là không phải việc như làm sanh giả, thời hạ tư tâm nào cũng đem lại phước báo. Vì Đức Phật chấp nhận ở đây là thời hạ giúp đỡ tư tâm có giới hạn, tức là những vị thầy đạo sư nhất định chứng đáng được thân phận cúng dường. Thì chúng ta đi đến thời hạ các ngài, chúng ta lao chùa, chúng ta gánh nước, chúng ta bể tuổi, hành động nó có tiếng hay không? Ngài A Nan mà nói không thể trả lời một chuyện. Rồi ngài nói như thế này, bạch Thế Tôn, tự thời hạ, tức là trong giảng nào đó, làm cho thiện pháp tăng trưởng, pháp ác tổn giảm, tự thời hạ nói nếu có kết quả. Có nghĩa là chúng ta đến làm công quả, mà chúng ta được học tiếng tôn và tâm chúng ta giảm thiểu tham công, thiện pháp được tăng trưởng thì tự hậu hạ tâm quả này có kết quả. Còn nếu tự hậu hạ mà vừa qua lòng giữa những vị tu sĩ có giới đức mà chúng ta không có để tham không tăng trưởng, các ý tăng trưởng, các thiện tổng giảm, tự hậu hạ này gọi là vô ích. Như vậy thì tâm quả cũng có thể là có ích và cũng có thể là vô ích. Mà tại sao có ích và tại sao vô ích? Thường thường tôi thân cận các Phật tử, thường thường thấy những người đó, có người Phật tử rất là tội nghiệp, mấy người làm tâm quả không dám ăn cơm, còn khóc hơn là ăn cơm nữa, làm tâm ăn cơm để mà lên cái chứng minh giường. Con không làm như vậy rất là quan hệ như vậy, vị này tạo chứng, thì ít ra trong thời gian làm việc trong chùa đó, vị này cũng tư tâm và không khổ không tâm. Phải không ạ? Nhưng mà nếu mà làm thân cận với người đó, thì mình có cái Phật là gần chùa gọi được bằng anh, thấy được thiền lành, mới được đi chơi. Có nghĩa là học sư chúng ta có cái Phật thân thì lời theo thì oán, gần thầy lâu ngày á, rồi đâm ra là thấy người Phật tử nào đến gần thầy tính dường thì mình sợ thầy riêng người đệ tử đó hơn mình, chúng ta phải tâm Phật đó. Rồi chúng ta kiếm chuyện với thấy người tư rồi đem những chuyện phải với thị sư và nói với thân thầy nghe là như vậy thì ông thầy phải bỏ mất thời giờ tu hành để nghe người đệ tử nói về chuyện thị sư, và người đệ tử thì nói là những chuyện đó sát ác tâm tưởng sát lành tổn giảm điều mà không nên. Ví dụ đến trường chỉ cần là những điều mà liên quan đến sự chứng tu của mình, làm sao để hình sự cái tâm xấu của mình làm nảy nở phát tốt, và nhớ đừng bao giờ khởi tâm nói thị sư xấu, nói xấu nói tốt ai hết. Tôi thấy cái nhiều trường hợp nhiều tu hành giữ Phật tử đó, giả sử đó là Phật tử phát tâm chứng dường nó chứng dường nè, thì mấy người tới đây mới chứng chứng mà nó một cúng mười ngàn không nói gì cả, bà tin tưởng mới đó và nhất rất bị chứng cái gì nè. Nói như vậy là một cái lời không tốt, cái người đó chứng như không họ thấy họ khối tâm, và anh thầy cũng đâm ra khó xử. Tôi xem là vì cái người đó chứng như vậy là mình chưa mình thương mình chưa họ được nên tám tháng dù cúng một hộp cơm dù họ góp một đũa mình chỉ mình chứ đừng bao giờ chê chê là nhiều ít là khỏi là ấy những gì nó không tốt. Cho nên nếu chúng ta đến chùa làm công quả mà chúng ta thấy là tăng khẩu nghiệp, tăng thân nghiệp và ý nghiệp thì chưa thấy để tham tâm đặt lối những tánh tốt thì cái này mà anh em lại không có tiếp. Còn nếu trong thời gian đến chùa mà quý vị biết làm và tỉnh tu thì cái nhà mà mình làm ở trong chùa nó tiếp đó được đầy đủ và chúng ta áp dụng về nhà mình tự làm và chúng ta giữ nguyên tâm nguyện như vậy thì ở đây cũng là đạo tràng, chỗ nào cũng là phát triển. Các Phật tử lưu ý chỗ này chứ. Và nhớ niệm chức mình, nhiều người ở nhà làm một quá chức rồi, vô chùa cái bắt đầu vô đứng, mà chức mà chứ không biết gần lửa gần củi là nổi nóng. Nổi nóng nấu đồ ăn một quá rồi lên mà người ta chê mình chê đạt là nổi thùng. Như vậy thì công quả rồi nổi thùng,
tâm quẩn trái chính mà nữ thần có tội, hai cái này cộng lại tôi là mình tiên hết trơn. Thành ra nhớ lời ý chí của mình, giả sử như đã mệt mỏi rồi thì giờ vô trong trường nghe kinh được rồi, vô tiếp nữa chúng ta giúp làm công trường. Và nhớ làm sao trải trái cái thật hỏi để chúng tôi, cái nhiều người á khi mà ở dưới bếp không à, nghĩa là trước giờ em biết anh không có ở nhà tới vô trường dần dần kỹ dần nhớ và là một mệt mỏi như thế đó, không sống khỏi nỗi tâm đâu. Cố gắng làm sao những chuyện tâm quả là có chứ mình kiếm tâm của một đồng công một lượng của chất ít như là công chất nhiều, nhưng mà làm sao nhìn nỗi tâm điều đó mới có. Đừng khổ tâm phải nhớ danh tự với người khác thì điều đó gì không có quả nó mới có ít. Thì đó là lời mà Phật trần này anh dạy chúng ta. Giờ đến phần cuối tiếp những chiến thuật của những cúng dường bố thí. Nguyên có một vị đại tướng, tức là một anh quan võ hồi xưa đó của Lê Ba Tư Mật, anh mới đến cúng dường Phật và ông hỏi Phật đó, khi cúng dường Phật và chư tăng có những kết quả thiết thực ngay hiện tại như thế nào, thì Phật nói thế này: người mà bố thí cúng dường nhiều đó thì sẽ được quyền chú thắng lợi. Việc thứ ba á, thường thân cận với bạn lành mà vì đồng chí tương cần, nếu chúng ta mà hai bố thí cúng dường thì chúng ta sẽ chơi đừng có tâm nguyện với mình, do đó cho nên người này có người bạn lành cùng tâm nguyện. Điều thứ ba là cái tiếng tốt đồn to, mình vượt qua hay bố thí hay giúp đỡ thì người ta xem. Thì nếu mà chúng ta mà tham lam trộm cắp trên của người đó thì tiếng tốt với mình xem. Như vậy thì lợi thứ ba là tiếng tốt đồn, tiếng đồn tốt một. Điều thứ tư cái lòng tự tốn trước bất cứ hậu thánh hay lôi tóc nào. Tức là khi chúng ta giúp đỡ người khác, dù là làm một cái loa, dù là trở một cái tim, hoặc là giúp đỡ bằng chân tiết tiền tử, tự nhiên chúng ta không có mặc cảm xấu, không có mặc cảm là mình chưa thiệt người khác. Cho nên người mà vừa hiện diện với tiếng Phật hay là tiếng trùng linh, tiếng hậu thánh hay tại diện này đều đang được tự tính. Và điều thứ năm nữa là sau khi mệnh chân được tin về cõi lành, người đại tướng này nghe Phật nói xong thì ông xác nhận trong cuộc đời ông đi tu hạnh đến chí thì ông thấy bốn kết quả tiếp: được dùng tướng ái mộ, có bệnh dùng tự hệ, tiếng đồn tốt một và luôn luôn có tự tự tính trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thì bốn điều đó ông đã chứng tự thân cảm nghiệm tin chấp nhận đấy. Nhưng về chuyện sau khi mạnh chân được tin về cõi lành đó thì điều đó anh chỉ tin lên lời Phật chứ anh không có thể biết được vì anh chưa chết. Thì ở đây chúng ta cũng vậy, chúng ta chỉ biết là cái lợi ích tiếp tục trong lúc mà mình bố thí giúp đỡ người xung quanh là chúng ta có bốn điều trên. Và cái điều mà sau khi mệnh chân tin về cõi lành thì điều đó chỉ sau khi chết mình mới biết, và tuy mình có tin nhẫn mình mới biết, và bây giờ thì chỉ biết tin theo lời Phật dạy. Cái điều này không có khả năng với quý vị. Trong số các thí chủ thời Phật thì người mà năm thí chủ mà bố thí bậc nhất là ông Đức Tư Lạc. Người mà đã hết vàng để vô bỏ chư vườn các tinh tá của Phật. Người nữ thí chủ là Địa Bà Vi Sa Ca, tức là hai người này được chứng quả Tu Đà Hoàn trong thời Phật còn tại thế. Điều này chúng ta nghe lời dạy của Phật đối với ông Đức Tư Lạc đây. Người Đức Tư Lạc trong một chứng vườn Phật và chúng ta người đều cần thiết nhưng không có một đoàn gì có điều đó. Chúng mình phải học tập cho mình cách nào đạt được và ăn đúng là niềm vui do hiển linh tinh. Và chúng mình khác thứ tiếp, người mà đạt đến sự quan hệ do hiển linh tinh đó thì người đã không bao giờ bị sầu khổ ưu đi tư thối tư thương này. Như vậy thì Ngài Tất Tô Đạt là người đã tính nguyện Phật tất nguyện mà Phật nói con đừng hài lòng cái điều đó. Con phải làm sao đạt được niềm ăn vui do hiển linh tinh. Ăn vui do hiển linh tinh là thế nào? Thì giờ nhé, mà mỗi bên thế gian này mình đi nơi chưa được tài, được sắc, được danh, được lợi, được ăn, được ngủ, tức là được những điều sở cầu như ý, thì Phật nói cái đó là do tiên việc mà đó. Đáng nghĩa là ham có tiền, ham được đẹp, ham được kim nghệ, ham được ăn ngủ thỏa thôi, và cầu những điều gì đó được thực sự không được, thì cái này gọi là việc tinh hữu, tức là do lòng tham thỏa mãn mà chúng ta kinh doanh hữu. Thì Phật khuyên Ngài Tất Tô Đạt đừng ở đây mà phải tiến thêm, và làm sao khi cần đón những cái nữ vật này mà tâm vẫn ngoan hữu. Thì cái hữu mà do sao đều không được mà tâm, cái hữu mà được gọi là thiền viện, các vị hữu chứ. Tức là do tiếng tôi tâm an định mà chúng ta cảm thấy ngoan hữu. Thì cái này quý vị thấy, bình thường nó chỉ chúng ta có tiếng, có già, đẹp, đẹp dân hương tiếng đó và cầu người được nói. Điều này trong mặt tập gọi là thiên tiết, tức là cái tiếng này cuối cùng nó là cái hạ.
ví dụ như những gia đình giàu con, con nếu mà con làm nghèo thì thường là con hứng khảo, là vì nó phải nuôi chung để nuôi cho họ. Nhưng nếu con nào giàu không cần làm vẫn có đồ ăn, thì người mình sẽ thương nghiệp mình nghệ trè trè bạc tôi tô tiệc tô ma tứ và đủ thứ những cái thế ở thế đều bán vào tiền hết. Tâm tâm là học Phật gọi nếu có chí lý mà không biết cái đạo, đó là một cái đạo gọi. Thì những gia đình nào giàu sang mà con cái chưa hẳn nó là cái đạo đấy. Thì giả sử như chúng ta gia đình chỉ đủ ăn hoặc là ngày, nhưng mà con cái học hành giỏi giang và lý trí chứ, là một người nữ ích không đánh tay cờ bạc rượu cờ cờ thì tôi lo tới điều đó là cái kiếp của mình. Cho nên phải làm sao không phải là kiến thức con cái sở tài nó ý mà những cái cày chúng ta là dính lấy nhưng giờ như tài như tóc như lông như lợn mà tài ở đây là làm ta niềm ăn đau của tâm trí nghĩa là về cái nghĩa việc chi hơn chúng ta vẫn thấy đau hiểu thì điều đó là lý. Chẳng hạn như trong gia đình để họ ăn ta thương vợ chồng con cái quan hệ điều đó là do tham dục tình. Nhưng mà để mà chỉ ăn cái miếng trắng tươi hoặc là ăn chó ăn cơm mì mà con cái vợ chồng quan hệ như vậy điều này gọi là ly biệt tinh nghĩa. Thì tôi nói tôi biết tiếp một cái gia đình Phật tử mà sống rất là lạnh lạnh rất là nghèo nhưng mà trên hiện mới là và con cái rất là hòa thuận. Tôi gặp một ông Phật tử đi làm giáo viên mà lương rất là ít, nuôi cha nuôi mẹ và nuôi cả đời em nữa, thì phải đi bán ra muối tối giờ đi thôi mà là không lương và chưa có gia đình. Thì tôi hỏi chứ em có buồn hay không và chưa yên tâm trong gia đình nghèo và phải chi tiêu nhiều như thế này. Nếu không con, con không có buồn, hay là có tất cha tất mẹ thôi, nhưng là không, con rất quý kính cho mẹ con, và ba má con đã sinh ra con làm lạ mà con biết, cái thứ hai là con biết không để tồn để cho con, mà cho con ăn học con như con tướng. Điều thứ ba, nhưng con mẹ hữu điều tốt, mà thấy con làm sinh ra tiền thì tốt nhất, mà ba má con thương như thế nào, nếu con mà đi dạy học mà có tiền nhiều đó, thì con mới sinh mình. Nhưng mà nếu con đi dạy học mà tiền ít mà con vẫn bám vào cái nghề dạy học này thì ba má rất mừng. Vì ba má biết rằng con yêu nghề này cho người dân người nghề mà chỉ muốn đem tiền ra kiến thức cho thế hệ sau. Thì cái việc làm của con tương đương với việc làm của học đồ tá. Trong cái dạy học nghề này mà con vẫn cố gắng, vẫn giữ được cái nếp sống sinh hoạt, vẫn bám vào cái nghề này mà không bỏ, ba má biết đến. Thành ra trong gia đình giữa họ mà cứ đâu cần phải dài mới thấy an ổn. Cái lòng vui mà mình đã mình vui 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 được một tinh thì thật khi mà ai bắt tôi đọc là vậy. Nếu là nhà già thì thường ăn vui thường thường đơn thủ. Nếu là muốn là nhà nghèo mà đừng đơn thủ đường này khó mà muốn đơn thủ như vậy phải có một cái lỗi đạo đức nào đó. Thì cái lỗi đạo đức này thật khi mà đạo tụi con có phương tiện làm già để giúp đỡ đỡ đặt cho những già đối chứ đường này chứ tôi tám tháng chứ đừng ăn nhà hát tài đừng vừa đó chưa nào. Mà nếu mình đi giúp đỡ đừng gì đó đừng tử, lúc nào chúng ta cũng giữ được mình vui lên lên của mình, mình vui do chúng ta tự chủ trước mọi hoàn cảnh thiện lực thân cần. Cái này gọi là vui do lên lên việc mà tin, có thật tử hiểu chứ, thì thật thêm một chút tôi là như vậy. Và thêm một phần nữa là tổng lực quý người mà được thật thêm là thế thiện. Chị nào mà có đưa các chùa, tổng đức mọi con tôi thì thầy chứng thấy, trong đó có một bà trợ. Nó là vì cho chúng ta kiếm tiền, tiền tài vật chất, vàng bạc lê lê, ta la, ta trời, bỏ não, ta ngô. Tức là những thứ lý giá nhất của thế gian. Thầy thật là tại thế đó. Và cái chứa cũng là cái kiếm tiền chất này với những người cha. Những người cha là cái nói thật cao nhất, ở thế gian mượn cho ông nội. Thì ta như vậy đó, cũng không chưa phải là kiếm tiền thật. Mà tự ta như một câu pháp, tư dẫn về thực hành. Nội tâm không bị tư thế để thanh tâm, tiếp lấy nhiều nơi, tiếp đến nhiều, Phật bằng mẫu đó, bằng vàng bạc lê lê, những thứ lý của thế gian, tất bằng lý, thân bằng người, tính người, Phật làm như một cây đó, mà không, nội tâm không khởi thanh tâm. Như vậy thì pháp tính nhiều, lý thân tài và tính nhiều. Chẳng hạn như con cái mình, đô văn đến dọn tiếp của người ta, đem tiền bạc về như mình, thì không ăn cho bà mẹ nào luôn hết. Nhưng mà giả sử con nói không bên tiền bên kiểu về cho căn hộ mà nó muốn sống chính tên mình vốn sống lạm bạc cả hai và nó không bị hư hỏng thì cha mẹ vẫn hơi nhiều hơn là có được đứa con nào trợ mê tước bên tiền về hư. Thì Phật cũng vậy, ai muốn lý thức là tự tâm muốn dùng Phật bằng pháp tức là dân làng này nghiên cứu rồi chúng ta thực hành nội tâm không bị hư thối thanh tâm thì cái đó gọi là pháp chính nghiệp.
pháp này được gọi là Phật Quang Hiển hay Phật Mười Phương Biểu Tượng Hóa. Đó là như vậy thì mỗi người chúng ta học, nếu là giới hạn phạm thư và những người mà không biết giới trí phải chưa nên giới trí chính người để giữ một sự tôn quan tốt đẹp với mình những người mà giúp người ta thì sao người có cái duyên mình gặp nạn được người ta giúp lại và trí lớn bỏ giới trí cho con tôi giới trí vẫn có tốt hay là trí cùng Phật vẫn duyên mình có nắm vào cái thứ đó làm sao tự con thực hành nội tâm không tham tâm mà chúng ta nắm cửa được đó và như là Phật dạy tự con cần một cái tròn tự con đi trong tí lý tự con không cần cầu nguyện lúc nào nó vẫn ra cái tròn bây giờ tự con không cần cái tròn và cầm mỗi tuần và không nên không tí lý không bắt tay và tự con ngày nào để cầu nguyện Phật ơi cho con mười ngày chưa được mười giả tròn Phật cũng làm không nổi đúng không nào. Bây giờ thì chúng ta biết chính từ trong tâm mình nó tạo ra cái dòng cảnh tốt đẹp hay là hạnh phúc hay đau khổ. Một người không bị suy thoái để tham tâm thì dù người mình già hay là người này vẫn an nhiên. Từ người Phật tử thực hành điều hàng ngày thì giống như chúng ta cần một cái nhân tốt và chúng ta nhân dưỡng hàng ngày qua hàng kia mà biết giữ tu điều lặng như vậy tức là nhân tâm lý lý thì sau đó đến ngày thầy tứ tâm hư nó sẽ trổ ra cái quả và quả này gọi là quả giác ngộ. Cho nên Phật các như người Phật tử tại gia hay tích đoan bằng một bài kinh nói như thế này. Người nam du không thể nào đứng trước giả lứa ra đó phải ra cho ta 100 giả lứa mà người này cứ cầu nguyện vô lý là vô hạ tiến thông làm tỏ đến ngày đến tháng lứa tổ đông và chúng ta sẽ gặp được hiện đại thì chúng ta cũng vậy không thể nào mà vô lứa thế này mình phải được phát thanh tâm và chúng ta phải tu từ từ tức là lúc nào chúng ta lo anh những nói gì mà vừa nói thì phải nhớ rằng tất cả tiếp đó trên thế gian này phải tán tháng mà không lý bằng đừng để nội tâm khởi tham sân từ như vậy lúc nào nhớ chúng ta phải lắng tâm bên đâu dặn tâm mình để tìm cái thang tâm mình cho nó tắt tắt và có tình thượng thì như vậy mình đã niệm Phật để khỏi nỗi thang khỏi nỗi tâm từ hiện mình niệm Phật về cái tiếp tục niệm từ tối cái tiếp tục trời tỉnh tâm cái tiếp tục từ những cái đó đều là một cách để giữ cho bản thân mình yên tĩnh thì cái đó vẫn được gọi là pháp chính đường. Và giả sử như bây giờ mình có tiền mình tu thiền đức tiền ân tâm đều hiểu và có tiền để chúng ta bố thí những người nhà người bệnh thì mình cũng hướng dẫn lắm nhưng mà giả sử không có tiền nếu rửa rốn mở ra cho tiếng nếu rửa rốn mở ra cho những con tôi tình ăn cho con cháu nói ăn Phật vẫn thương nó là chính đường đó là bố thí ăn vô cái tấm lòng chúng ta bỏ ra và Phật tán tháng là cái tu và cái nguyên pháp rồi thực hành chính tu điều đó Phật thêm mọi người hơn cuối cùng tâm thường đó là cái âm đầu là tiến tán tác Phật tự đối chí là thanh âm đầu đối chí là được gọi là ba la mật đối chí này tôi sẽ kể câu chuyện để quý vị thấy một hai ông khi mà tôi đi lên hai làm từ ở làm từ thì có khoảng bốn bà Phật tử đi theo tôi thì khi đi vô trong đó thấy làm từ đó họ đưa tổ chức để họ xây một cái ngôi chùa mà những người mà đứng ra xây á toàn là tàn tật thôi tay chân họ điều khiển hết cái kia là chống nạn họ thích mất và họ ôm từ cục mất cục đó để họ thường nó họ xây tường thì vô thấy rất là thương tâm tức là họ làm hồ họ tay chân họ được thương lương điện cho nên sự cỏ sát để cơ thể họ bằng tay bằng chân họ dưới đất đá với nhiều giống đó hết. Nghĩa là những cái xây tường đó họ xây bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng tay mắt để họ nổi ra nữa. Trong khi đó những người tàn tật như vậy đó, họ có lúc từng mong muốn, họ có chỗ mà nhím nhím để ý cái chỗ xây chùa, nó cao gần nửa cây số. Thì bà Phật tử đã vô đó nhím như vậy, thì bà mẹ, bây giờ thì tôi mới nói Phật tử ở đây họ tâm thành, họ rất là quý thành nhưng mà họ không có tiền. Thật ra họ bỏ công ra, chứ họ tâm Phật tử bên ngoài giúp bỏ tiểu. Họ bỏ công mà cản không được, tức là giúp thương của họ mà làm như vậy, nó rất là lâu lành. Nhưng họ nói tụi con phải bỏ ra làm, để tụi con được tiền cái chiếc lý tụi con là cái lý, chứ không để kiếm tiền nữa. Tụi bà Phật tử rồi, bà đi về, thì tiền sao bà đem ra cho tôi 250 ngàn. Tụi tôi hỏi bà dùng vào chuyện gì, bà nói con muốn xây một cái lý gần ở cái chùa đó, để cho lý viện giúp cho gần. Thì tôi nói cười, tôi hỏi cái bà có cầu gì hay không, bà nói là không. Con có điều là nếu con không giúp cho cái đất ông này tới con nghĩ không được đó là thế là con thấy cái hình bóng của những ông già bà già tàn tật mà bị chiếc mỏ như vậy mà đi hết từng lăng núi cả nửa tôi thấy lên về cái mũi không yên nó vô tôi cứ tôi là thì con biết đêm nay con nghĩ ngon vậy đó
thì cái này có thể gọi là bố trí ba la mật. Tôi nghĩ là cứ mỗi người thở, cứ nắm tay đứng trước cuộc không nổi. Thở một tự trong cái tâm tốt của mình, cứ có một cái gì nó làm cho chúng ta thấy chuyện là không là bị không nổi. Và khi mà làm như vậy đó, chúng ta không mong cầu do giúp người ta để lòng mình được yên. Cái này gọi là tiến tánh pháp thật sự. Có nghĩa là bản thân của chúng ta nếu mà có trí tuệ tự nhiên nó sáng suốt. Và bản thân sáng suốt này nó hướng dẫn mình làm lòng lắm nghĩ là rất rất bình thường, không mong cầu gì hết. Chúng ta mà cúng chùa cúng Phật thì chúng ta còn thấy còn như cái lời cầu nguyện cho con được cái này được cái kia, nhưng mà khi bố trí cho những người nghèo này thì chúng ta có bao giờ quý vị đưa tiền cho tôi đối thứ thì quý vị bắt cầu sao cho những người già, những người bệnh, những em mà tôi nuôi đó giúp cho con tiếp sau được già được đẹp hơn. Thật sự chúng ta làm như vậy là vì chúng ta cái trong lòng mình nó có một cái gì cho giúp quý chúng ta không giúp. Và khi biết rồi trong lòng được bình yên, cái này gọi là tính tấm tác thực sự hay bố thí ba la mật. Tức là bố thí mà không mong cầu gì hết thì tôi đó được lên đại thừa ca ngợi các Phật tử hiểu chứ, phải không? Thôi ngày hôm nay mình học bao nhiêu đây là đủ rồi. Vì lớp học này là của Phật tử xây cơ, thành ra thường thường tôi tìm những đề tài nào mà giới vị thường hay làm đó, cũng như từ giờ mình lễ lại từ mà mình chứng quyền để mình hiểu ý nghĩa và gọt ngay cái ý tưởng là ý nghĩa bắt buộc phải có tiền mới đi tìm được. Có một số Phật tử lâu ngày không tới trường, tôi hỏi sao lâu không thích tôi tới. Phật tử như vậy lúc này con khổ lắm, con không có tiền con không tới trường. Thì tôi như vậy tôi nói không lẽ trường là cái chỗ đóng giữ chốt, thành ra không có tiền để giữ chốt lắm. Thế nhưng mà tôi nói thật dạy rõ ràng, khi nào lòng con bị thương, bị thương như thế, những lúc đó con cần gần Phật và tôi đang để nghe lời giảng mà học cái pháp chỉnh tư của mình. Nếu như khi thời gian học pháp về nhà tôi mà được chỉ lạc, yên ổn, chứ bị không cần tới trường. Giống như người bệnh lao lớn, bệnh viện, hết cứu rồi gần hết bệnh, không cần tới bệnh viện. Khi bệnh nhân càng ngày càng trầm trọng, hoàn cảnh càng khó khăn, chúng ta càng đưa cả, chúng ta càng cần tới trường chứ. Thành ra Phật có dạy rõ ràng, pháp chính vì thầy ấy, chúng ta duy tiền để chúng ta cứu, bố trí vì thầy ấy. Phật trong đó thì chúng ta nhớ cái lời Phật dạy, ngày khá lợi khóc, là Phật trong dạy, người là Phật tử thời của ngài đó. Làm sao mà chúng ta nghe tin tâm quý đó, rồi chúng ta thực hành điều đó quý lắm mấy lần, hàng trăm hàng vạn lần của chúng người. Đó hay nè, ai chúc chúng người nếu có tiền thì chúng người mới thế. Hẳn tiền dầm mấy chữ chứ mỗi cho chúng cũng quý. Còn nếu có thời giờ đến chùa tâm quả, không có thời giờ tâm quả cho người thân được ở nhà, thời gian tới họ trước bằng Phật mà, giúp đỡ những người thân chồng vợ con như mình bằng cái khả năng của mình, gió cái áo tỏ cái chân vẫn gọi là tạo tiếp, phải không? Rồi thực hành ma pháp, thực hành lời Phật dạy nữa, là tiếp ba đến lần mà, phải không? Mà nó mở tính tiền thôi, phải không? Cái quý vị về ra nghĩ thôi. Từ sau chúng ta học tại vì tôi bận đi dạy miền Tây vào ngày đầu tháng, cho nên thay vì học buổi mùng năm thì chúng ta học buổi 12 tháng 4. Buổi chiều nay thì mình học tiếp trên liên tục. Nếu vị Phật tử nào mà học cũ rồi thì thôi, vì là Phật tử nào mà nói thì nghe được chỗ nào hay chỗ đó. Chiều nay mình bắt đầu học là khoảng 2 giờ.